Nếu bạn đang tìm hiểu về kem Meizuji, thì chắc hẳn bạn sẽ nghe đến kem loại 1 và kem loại 2. Và không biết là loại 1 sẽ khác loại 2 như thế nào, và nên mua loại 1 hay loại 2. Thì trong video này sẽ giúp bạn trẻ đẹp bên mình, sẽ giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về kem Meizuji này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Thật ra thì kem Meizuji loại 1 và kem Meizuji loại 2 là do người ta gọi để phân biệt giữa kem thật và kem giả vậy thôi, chứ không có nhà sản xuất nào sản xuất ra hai loại sản phẩm cùng tên để bán ra thị trường cả. Nên cách gọi kem Meizuji loại 1 là cách người ta nói về kem chính hãng từ Nhật Bản, còn kem Meizuji loại 2 là hàng giả nhái được gia công tại Việt Nam, đó là cách gọi của những người bán hàng, họ gọi hàng thật là loại 1, còn hay rẻ là loại 2. Chứ không có chuyện là kem loại 1 và kem loại 2 cùng từ một nhà sản xuất. Và tất nhiên thì kem Meizuji chính hãng sẽ là kem đáng mua nhất, vì chúng là thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm được kiểm định về chất lượng, cũng như thử nghiệm hiệu quả và an toàn trên da thì mới được bán ra thị trường, chưa kể là phải qua những khâu kiểm tra hải quan kỹ càng nữa. Nên nếu mua được hàng chính hãng thì bạn yên tâm sử dụng, đây là loại kem rất hiệu quả trong việc dưỡng trắng da, trị nám và hỗ trợ trị mụn cực tốt. Còn kem loại hay là giả được gia công trong nước, đơn vị bán hàng giả họ thấy kem này, nhiều người mua nên làm nhái nhằm trục lợi từ những người thiếu hiểu biết. Dưới mô tả video này, bên mình có làm video phân biệt hàng thật giả, nên bạn có ý định mua kem Meizuji thì có thể xem lại để không bị người ta lừa nhé. Kem trị nám Meizuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Meizuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.